Vân Hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tử vi năm 2020 của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm nay gặp vận chính quan, hỷ khí đầy nhà, phúc tinh chiếu mệnh, lại có thiên đức lưu tâm, mọi việc đều tốt đẹp. Trong năm thì có chút trắc trở vào tháng 6 nên ở nhà di dưỡng tinh thần. Cuối năm thì bạn sẽ nhờ vào phúc vận của bản thân mà mọi việc tốt đẹp đua nhau kéo đến. Có duyên thì làm giàu, hết duyên thì bảo vệ thân mình được bình an. Năm nay vì Tý Mão đấu tranh với nhau nên có chút trở ngại về hình khắc. Trong nhà có chút điều tiếng thị phi, nhưng mệnh chủ gặp chính quan nên mọi việc xấu đều đi qua và việc tốt sẽ đến. Năm nay bạn làm ăn có phần gặp nhiều may mắn hơn, gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để có thể phát triển sự nghiệp của mình. Nhưng bạn vẫn cần phải hết sức cẩn thận với lời ăn tiếng nói của bạn, có thể gặp những tranh chấp nhưng không nhiều và cũng không nghiêm trọng lắm. Năm nay thì mọi việc đều thành công và được suôn sẻ, hanh thông nhanh chóng, nên bạn có thể làm ăn lớn trong năm nay. Mệnh chủ tuổi Mão sinh vào năm 1999, nạp âm ngũ hành là thành đầu thổ. Những người này có tình cảm với người trong gia đình thường không được sâu đậm, cả cuộc đời tài lộc đủ đầy. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ tương đồng, lại gặp hình thái tuế nên dễ mắc phải những bệnh liên quan tới thính giác và gặp phải những tai nạn liên quan tới đổ máu trong năm nay. Ngoài ra, về vấn đề tài lộc sẽ gặp chuyện phá tài, sự nghiệp không thuận lợi, địa vị và công việc dễ bị người khác cướp mất. Các dự án hợp tác cũng dễ bị thất bại, chú ý kẻ tiểu nhân xung quanh để tránh làm việc vất vả mà không được lợi lộc gì. Mệnh chủ tốt nhất cần phải đeo trang sức trợ mệnh Hợi, Mão, Mùi để gặp hung hóa cát trợ mệnh cho mình. Thiên ất quý nhân chiếu mệnh nên giúp đỡ cho những gia chủ tuổi Kỷ Mão khá nhiều, hỗ trợ cho con giáp này gặp nhiều may mắn và thành công. Tổng quan về vận hạn của tuổi Kỷ Mão sinh năm 99, năm Canh Tý 2020. Tuổi Kỷ Mão nam mạng gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch là hung tinh bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu, cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là các tháng 2, 5 và 8 âm lịch, kỵ màu trắng quanh năm. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 nam mạng, trong năm 2020 gặp hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, những người gặp phải hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi mà ăn uống. Khi có bị đau ốm song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai thì cũng dễ bị ngộ độc nếu trèo cao hoặc là cố lấy những đồ vật trên cao, dễ bị té ngã. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được nên đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm cho nam giới. Sao Thái Âm thì tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ mà bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, trong năm 2020 gặp hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống, vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn Tam Kheo cũng cần đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân hay là xương khớp. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, Hợi, Mão, Mùi, Hóa, Mộc vào các tháng Dần, Mão, Hợi, Tỵ tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có thể tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bợ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành những tháng này rất hanh thông thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Mùi sẽ chọn ngày hoặc giờ là Hợi, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Hợi sẽ chọn ngày giờ là Mùi nhé.
tuổi theo thiên can hóa ngũ phốc, Giáp hợp với Kỷ hóa thổ vào những tháng Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu. Tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Kỷ, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Giáp như là Giáp Tý 1984, Giáp Tuất 1994, Giáp Thìn 1964, Giáp Ngọ 2004. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Kỷ Mão 1999 sẽ là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002, Giáp Ngọ 1954. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Kỷ Mão sinh năm 99 là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Tý 1972, Mậu Tý 2008, Bính Tý 1996, Canh Tý 1960, Giáp Tý 1984. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Kỷ Mão sinh năm 99 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Canh Thân 1980, Bính Thân 1956, Giáp Thân 2004, Mậu Thân 1968, Nhâm Thân 1992. Do Mão Dậu là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Dậu. Nếu tiến hành, cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Mão Tuất thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi cho những mệnh chủ tuổi Tuất trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi nợ công, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Ất Tỵ 1965. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí, an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý gia chủ 22 tuổi. Trong năm này thì mệnh chủ không phạm phải kim lâu. Gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ không phạm phải hoàng ốc. Còn xét về tam tai, năm mệnh chủ cần phải tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Vì vậy, năm 2020, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999 nam mệnh, sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Với nam mạng Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ thuộc cung Khảm. Xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch, đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ là cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là Nam Họa Hại, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ, Đông Nam Tuyệt Mệnh.
Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tự quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống và đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc, đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được thiên y thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng đông bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu ruộng vườn, xúc vật đài vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi để công việc được hanh thông, thuận lợi và viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà các gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là kích hoạt tài lộc cho năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh. Các phương vị tốt để kích hoạt của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Cát sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần phải đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất đó thường là phương vị tài lộc của mệnh chủ. Về bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé. Thường và việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất hay là tối ưu nhất. Việc bố trí bài trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải hòa hợp. Nếu không, có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn.
Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, giúp mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc được thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật được những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình trong suốt thời gian qua.